Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn đảo ngược một cái danh sách liên kết đơn. Thì để đảo ngược được danh sách liên kết đơn, nó cũng rất là đơn giản. Vâng, lần đầu tiên thì mình đã cốt cốt sẵn ra đây rồi và mình sẽ hướng dẫn từng bước chạy thuật toán làm sao để đảo ngược được. Lần đầu mình sẽ khởi tạo một cái danh sách liên kết này và mình sẽ khởi tạo một cái con chó gọi là con chó current. Đó là trỏ vào cái nốt đầu tiên của danh sách liên kết. Tiếp theo mình khởi tạo một cái con chó là con chó previous, là cái con chó quản lý cái nốt đầu tiên hay là cái nốt phía trước ấy, phía trước của danh sách liên kết. Tiếp đó mình khởi tạo một cái con chó gọi là con chó next, là quản lý cái nốt phía sau của danh sách liên kết, và mình đều gắn là bằng null, đều gắn previous và con chó next là đều bằng null. Giả sử ban đầu nó chưa trỏ vào gì thì nó sẽ trỏ vào null. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái vòng lặp này. Vòng lặp khi mà mình sẽ duyệt từ cái current này, là từ cái nốt đầu tiên đến cái nốt cuối cùng của danh sách liên kết. Khi nào mà nó bằng null thì nó sẽ kết thúc vòng lặp. Được chưa? Lần đầu này thì mình sẽ gán này. Bắt đầu là mình có next. Mình sẽ gán nó bằng cái current tiến tới next. Current tiến tới next là như thế nào? Là đây này. Cái con chó current tiến đến next nó đang quản lý cái địa chỉ của cái nốt phía sau nó, thì đây chính là cái current tiến đến next, thì mình gán nó bằng next. Cái con chó next ban đầu đang trỏ đến null và bây giờ nó sẽ có là nó trỏ vào cái current tiến đến next, là nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Nó sẽ nằm ở đây. Tiếp theo thì mình gán cái current tiến đến next bằng cái previous. Previous ban đầu đang null đúng không? Đây chính là cái current tiến đến next này. Nó đang trỏ lên cái biến đây, là cái current tiến đến next, là cái nốt đằng sau. Thì bây giờ nó lại bằng cái gì? Nó lại bằng previous và nó đang trỏ đến null. Đúng chưa? Null. Đây mình làm cho các bạn dễ nhìn nhé. Thì đây, nó đang trỏ đến null, đúng chưa? Vào bằng previous. Tiếp tục cái previous ban đầu này, nó lại bằng cái current, nghĩa là sao? Nghĩa là cái previous ban đầu là nó đang đang trỏ đến null, đúng chưa? Thì bây giờ nó sẽ là bằng current, thì đây chính là previous này. Đây chính là previous. Previous đúng chưa? Và tiếp theo thì mình gắn cái previous là cái nốt đầu tiên ấy. Và tiếp theo nữa là gắn cái current bằng next. Thì cái current ban đầu là nó đang là con chó đầu tiên, thì giờ nó sẽ nhảy ra cái con chó thứ hai này. Giờ nó sẽ nhảy ra cái con chó thứ hai, thì cái current của nó bây giờ thì cái current sẽ nằm ở đây này. Current. Đấy, nó current nó sẽ nằm ở đây và cái này nó trở nên null. Thì làm sao? Nghĩa là cái này này đang trở nên null đúng chưa? Mình viết lại cho rất dễ nhìn thôi nha. Thì ban đầu là nó sẽ không trở ở đây nữa. Đây. Đúng chưa? Thì ban đầu nó không trở đến đây nữa mà nó sẽ trở về đây này. Đây. Và nó sẽ trở đến null. Đúng chưa? N null. Ấy. Và cái đây không còn là cái previous nữa, vì previous nó đã nhảy lên cái sau rồi. Nó là bằng next mà. Bằng next vì nó sẽ nhảy lên lên cái phía sau rồi. Đấy. Và tiếp theo đến đây đúng không? Thì nó quay lại ngập vòng lặp, nó kiểm tra current vẫn đang khác null này, vì current là cái nốt thứ hai rồi mà, nó vẫn đang khác null. Thì làm sao nó tiếp tục gắn next thì bằng current tiến đến next, vì thì đây sẽ là next này. Vì đây chính là current tiến tới next. Đúng chưa? Vì đây chính là current tiến đến next. Và next bây giờ đây không còn là next nữa. Đây sẽ là current tiến tới next. Đúng chưa? Và cái current tiến đến next ban đầu là đây này. Thì nó lại trỏ lên cái previous. Nó không còn trỏ lên cái biến đây nữa. Và nó bây giờ nó lại trỏ lên đây này. Đấy. Nghĩa là nó sẽ trỏ về đây này. Đúng chưa? Nó sẽ trỏ về đây. Nghĩa là trỏ về cuối ấy. Nó trỏ về đầu ấy. Thế nên phải sinh ra con chó đó là con chó previous, là mục đích là như vậy. Tiếp theo thì cái current ban đầu này, thì cái previous ban đầu nó sẽ bằng cái current, và cái previous nó đang là cái nốt đầu tiên, thì giờ nó sẽ nhảy đến cái nốt thứ hai, nó sẽ là cái previous, nó sẽ nằm ở vị trí đây này. Và cái previous đây không còn nữa vì nó nhảy lên vị trí thứ hai rồi, đúng không? Và cái current thì bằng next, và cái current nó đang ở vị trí nốt thứ hai thì nó sẽ nhảy lên cái vị trí nốt thứ ba, chính là current.
Được chưa? Cái chỗ này chắc các bạn cũng hơi hiểu rồi đúng không? Và tí nữa mình sẽ giải thích làm sao mình lại làm như thế và mũi tên nó lại chó như vậy. Đúng chưa? Tiếp theo và cứ tiếp tục như thế, nó chạy đến cái cuối cùng. Nó chạy đến cuối cùng thì các cái mũi tên ban đầu này, nó chạy đến cuối cùng thì các cái mũi tên này nó sẽ đổi chiều này. Vì nó giống như cái ban đầu này thôi. Thì nó sẽ đổi chiều sang đây này. Đúng chưa? Nó sẽ nhảy dần mà. Nó cứ nhảy dần sang thế. Đúng chưa? Mình xóa luôn đến đây nhá. Vì tương tự mà, vòng lặp mà, nó sẽ lặp đến khi mà nó hết. Đến khi mà phần tử cuối cùng nó gặp phần tử null thì nó sẽ kết thúc vòng lặp. Đây. Đúng chưa? Và đây nhá. Thì cái current ban đầu nó sẽ là đây này. Thì cái current nó sẽ nhảy lên đây rồi này. Đúng chưa? Và cái next nó bằng đây này. Và cái previous khi nào current nó nhảy lên đây này, xong rồi current nó nhảy lên đây nó gặp null này, thì cái current đây chính là cái current này. Đúng chưa? Và cái current này để xóa đi. Tại là nó nhảy hết rồi. Nó nhảy đến cái phần tử null mà, nó nhảy đến cái phần tử null, đúng chưa? Đó. Và cái next nó cũng nhảy lên kia. Đây thì xóa luôn cái next ở đây nhá. Và xóa luôn cái previous đây. Đúng chưa? Vậy current nhảy lên thì gắn cái current bằng next bằng current. Thì đây cũng chính là bằng next này. Và đây chính là cái previous này. Đúng chưa? Đây chính là cái previous. Thì cái previous này ban đầu giờ mình chỉ cần như thế nào để có thể 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 đảo ngược được cái danh sách những cái đơn. Giờ mình chỉ cần là duyệt thôi. Là mình chỉ lấy cái previous này chọn đến cái data thì nó sẽ in ra cái số 8 này, xong previous chọn đến next, chọn đến cái data tiếp theo thì nó sẽ in ra 2, in ra 7 và in ra 5. Nên nó chính là đảo ngược thì nó sẽ đảo ngược lên 8 này, 2 này, 7 và 5 này. Đấy, mục đích của nó là vậy và nó vẫn không làm thay đổi danh sách liên kết, không? Nó vẫn liên các phần tử vẫn liên kết với nhau. Nhưng mà các cái trình tự nó sẽ khác nhau. Nó sẽ trỏ khác nhau. Có vậy thôi, đơn giản là vậy. Giờ mình sẽ code thử cho các bạn nhìn nhá. Đây. Mình vào trang Hackerrank này. Lần đầu mình sẽ tạo ra một cái gọi là đây, cái link lead node này. Ban đầu mình tạo ra một cái link lead node này. tên là current đi. Tên là current bằng bằng cái link lead được chưa? Tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái đó con draw previous này. Cái previous này. Nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng null này. Tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái đó là con draw next này. Nó cũng bằng null đúng không? Mình cho một cái vòng lặp này. Khi nào mà cái biến current mà nó khác khác null. Được chưa? Khi nào mà cái current khác null thì bắt đầu mình sẽ gán cái gì? Khi mà cái current khác null này thì mình gán cái biến next này là cái biến đằng sau này này. Nó sẽ bằng cái current mũi tên đến next này. Đúng chưa? Thì mình gán cái biến next này thì bằng cái gì? Thì bằng cái biến current này mũi tên này đến next này, đúng chưa? Là bằng cái phần tử sau này. Khi current mũi tên đến next ấy, sau mình sẽ gắn cái current mũi tên đến next này thì bằng cái previous là nó trỏ vào cái biến đầu tiên và nó bằng null đấy, nó sẽ trỏ vào null. Thì mình gắn cái current mũi tên đến next bằng bằng previous đúng chưa? Xong rồi sao? Xong mình sẽ gắn cái previous đấy bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái current hiện tại. Đúng chưa? Và cái current hiện tại nó sẽ bằng next. Đúng không? Và cái previous bằng cái current này và gắn cái current bằng next. Previous bằng current và cái current bằng next. Xong rồi mình sẽ cập nhật là cái gì? Mình sẽ cho cái previous nó bằng mình sẽ cho cái link list bắt đầu là đang quản lý cái nốt đầu tiên đúng chưa? Cái này là đang quản lý cái nốt đầu tiên này. Thì mình sẽ cho bằng cái previous là cái nốt cuối cùng đấy. Previous đúng chưa? Và giờ mình in ra nhá, mình in ra chỉ cần một vòng while này. Làm sao? khi nào mà cái link list này khi nào mà cái link list này mà khác null. Khi nào mà cái link list này khác null thì ta sẽ cout ra. Cout cái list này tiến tới cái data. Đúng chưa?
Và cái list này thì làm sao? Bằng cái list này, mũi tên đến next thôi. Chẳng phải. Thì khi thế thì chúng ta sẽ in ra được một cái danh sách liên kết đảo ngược của chúng, đúng chưa? Mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Đấy, congratulations, nghĩa là mình đã in thành công rồi. Ok, submit. Ok, thành công tất cả các test. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể đảo ngược một cái danh sách liên kết đơn. Còn đối với danh sách liên kết đôi, thì các bạn làm tương tự, nó cũng không khác gì cả. Chúc bạn thành công.